Chào bạn Linh, thì khi mà bạn đăng ký khóa học á, thì bạn sẽ có một cái app trên màn hình điện thoại như thế này. Thì trong đây á, nếu bạn đăng ký khóa mà 60 ngày á, thì là trong đây đã có sẵn 60 ngày tập của bạn rồi. Nên là bạn chỉ cần mở vô thôi. Ví dụ đây là trong cái app của bạn sẽ có các phần này đúng không? Thì bạn sẽ ấn vô cái app tập nè. Thì cái app này bạn có thể đặt tên theo của bạn luôn. Thì trên đây á sẽ là cái thông tin cá nhân của bạn nè, bao gồm tên nè, ngày bắt đầu khóa học nè, chiều cao cân nặng số đo nè, xong đây là cái đồng hồ đếm giờ, cái số ngày còn lại của bạn nè. Đó là khi mà bạn đăng ký khóa học là bạn có một cái app như thế này, là bạn có đầy đủ 60 ngày tập như thế này luôn, là lịch có sẵn luôn, chứ không phải là cứ mỗi ngày mình sẽ phải gửi cho bạn đó. Bạn có thể click vô đây, bạn tập ngày thứ nhất đó, bao gồm các bài này. Hoặc là ví dụ bạn cảm thấy là cái ngày này bạn không đủ sức tập các bài này thì bạn có thể chọn bất kỳ ngày nào khác cũng được đó, chứ không nhất thiết là bạn phải tập theo thứ tự mà mình xếp. Thì tùy theo cái nhu cầu của bạn thì huấn luyện viên sẽ thiết kế cái bài tập phù hợp nhất với bạn. Và trước khi mà thiết kế lịch á thì bạn phải làm một cái bài test để huấn luyện viên biết được là sức tập của bạn như thế nào, rồi khả năng vận động của bạn ra sao thì mới có thể canh chỉnh được. Ví dụ như bạn khỏe hơn thì một buổi tập của bạn là phải 300-400 calo trở lên. Đây ví dụ như 350 calo nè. Còn nếu ai yếu á, thì bắt đầu từ 200 calo. Rồi một lịch tập thì nó sẽ có video hướng dẫn như thế này, số lần, số hiệp, rồi thời gian, và có đồng hồ bấm giờ ngay đây cho bạn luôn, nên bạn cứ yên tâm tập ha. Ngoài ra thì đây là cái phần lịch tập thôi. Ngoài ra thì còn có app tính calo cho bạn. Đây là app 12 món, là tính các món bạn tự nấu nha. Cái này bạn đợi nó lấy khoảng 30 giây, đợi một chút. Đó, thì ví dụ như tùy theo chỉ số cơ thể của bạn, huấn luyện viên tính ra cho bạn là một ngày bạn cần ăn 800 đến 1200 đi. Thì đó, trong đây là sẽ có các mục chọn cho bạn nè. Ví dụ, từ để mình tắt hết mấy cái này nha. Ví dụ bạn cần ăn bữa trưa đi, bữa trưa ví dụ như bạn cần ăn cơm với thịt kho với canh rau đi, đó ví dụ như vậy. Thì ví dụ như đây là một cơm, đây cơm, chén cơm trong một chén là đã ra 172 calo rồi đúng không? Rồi thịt cá trứng, đây là nhóm đạm. Thì ví dụ như bạn ăn thịt bò xào đi, đây thịt bò tái, thịt bò thăn, giờ mình xào thăn bò nha. Xào thăn bò thì với bông cải xanh đi, hay xào với ớt chuông đi, đó như vậy. Ví dụ như bạn ăn tới một mình bạn ăn thôi là 150 gram bò, xong rồi ớt chuông là hai quả thì 50 gram, tại ớt chuông nhẹ lắm đó, là tính ra. Rồi cái này là bạn chọn xào đó một món. Thì ví dụ như là bạn ăn nhiêu, đây là bạn nhìn cái phần màu xanh lá mẹ nè, này là bạn cần ăn 480 calo, nhưng mà cái món bạn chọn mới có 416 calo thôi, là bạn vẫn có thể ăn nữa. Thì ví dụ như mình ăn thêm một quả trứng đi, đây mình có cho bạn, đây trứng gà quả ha, một quả chiên đi đó. Rồi xong là bạn đã lên được 400, mới có 417 thôi. Thì bạn vẫn có thể chọn thêm các nhóm khác đó. Rồi hàng ngày bạn sẽ có như thế này để bạn theo dõi chi tiết. Ngoài ra không chỉ tính các món đó mà bạn có thể tìm calo đồ ăn trong đây luôn. Đây ví dụ như bạn không phải kéo cái kia từ trên xuống dưới, mà bạn có thể chọn này như là một cái menu nè, một cái mục lục sách. Rồi đây, cái phần bên đây bạn có thể gọi là ép cái hình đó vô để bạn tính calo cái hình đó, để bạn post một món ăn lên. Bạn phải đợi này lát 30 giây nha. Rồi, ví dụ bạn chọn tệp ngay đây là bạn có thể post hình ảnh lên. Đây mình chọn tệp. Rồi, ví dụ như đây là dưa hấu nha. Đó, bạn thấy không? Dưa hấu. Mức ăn ví dụ như là 800 đi, bữa sáng
không có tinh bột, không có trứng, chị ăn dưa hấu thôi. Không, cái này không phải rau. Dưa hấu là trái cây nha bạn. Đó, trái cây đây. Đó, bạn có thể chọn trong đây, dưa hấu đỏ. Hai miếng này tầm 50 gram là hết, nó đâu có nặng tới mấy. Đó là bạn đã ra rồi. Đây là ăn sống luôn. Rồi. Bạn cần ăn 240 calo mà cái đĩa dưa hấu này có 8 calo à. Đó là bạn cần phải ăn thêm. Đó thì bên mình sẽ có các cái app này cho bạn để bạn tính chi tiết. Ngoài ra là có cho bạn luôn công thức nấu hơn 100 món ăn luôn, đầy đủ các nhóm luôn. Bạn đây là cái mục bạn có thể tham khảo, bạn có thể nấu theo cách này hoặc cách khác nha bạn. Bạn cứ yên tâm là khi đăng ký khóa học thì bạn sẽ có đầy đủ chi tiết mọi phần nha. Rồi, cảm ơn bạn Lin nha.